không ồn ào trên các trang mạng xã hội như bao hàng quán khác. Quán thịt quay này lại lặng lẽ bên góc phố nhỏ nằm kề công viên Thống Nhất. Ấy thế mà nó lại vô cùng đông khách. Nhà mình là một tuần thì ăn món này mấy lần chị? Hoặc là một tháng mua mấy lần ạ? Một tuần chắc phải 3-4 lần. Có lẽ cũng bởi cái hương vị trở nên quá đỗi quen thuộc với người địa phương trong suốt mấy chục năm qua. Chị ơi, cho em hỏi cái quán thịt quay ở đây là người ta bán từ mấy giờ đến mấy giờ chị nhỉ? 4:20 đến 8 giờ. Đến 8 giờ tối là nghỉ ạ? À vâng, em cảm ơn chị nhé. Các bạn ơi, cái mục tiêu hôm nay là mình quay cho các bạn cái quán này. Đây là một trong những quán thịt quay người ta lại không bán cả ngày các bạn ạ, mà người ta chỉ bán vào cái giờ nhất định ở trong ngày thôi, là từ 4:20, 4:30 cho đến 8 giờ tối. Quán này thì rất là đông, thực ra không nhiều bạn biết đến đâu, kể cả các bạn có tìm trên các cái trang mạng xã hội các bạn không thể biết được. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái quán ăn này các bạn nhé. Ở đây thì lúc này chúng ta đang đứng đây là 4:10 rồi, thì khoảng tầm 10 đến 15 phút nữa thôi thì người ta sẽ dọn hàng ra đây. Ở đây chúng ta có thể thấy này, người ta đã đem dưa ra đây rồi. Đây là những cái gói dưa này để bán kèm với cả cái món thịt quay đấy. Còn một lát nữa thôi là người ta sẽ đem thêm cái thịt quay ra đây, thì mình sẽ quay cho các bạn xem cái quán ăn này các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau ăn thử xem là cái món thịt quay này nó ngon như thế nào khiến cho là người ta đông khách đến vậy. Bởi vì ấy, quán này chưa ra mà gần đến giờ đấy là dân cư ở đây, dân tỉnh ở đây người ta đã chờ ở đây để người ta mua rồi cơ các bạn ạ. Các bạn nhìn bên này có quán nước hay không? Người ta bày hết trên mép tường nhỉ? Vâng, cho em hai cốc trà đá ạ. Chúng ta đi hơi sớm, còn khoảng 5 đến 15 phút nữa mình với cả bạn Quân ra đây uống trà đá một chút để chờ người ta. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng ra đấy các bạn nhé. Trà đá đây mấy đồng cốc đấy chị? Trà đá đây mấy đồng? 3.000 một cốc ạ. Có nhiều bạn thắc mắc là tại sao mình lại hay quay quán trà đá như thế, là bởi vì thực ra là mình làm ẩm thực về Hà Nội ấy. Mà Hà Nội thì nhắc đến Hà Nội ẩm thực thì không thể thiếu được cái món trà đá các bạn ạ. Đi chỉ tầm 100m các bạn có thể là tìm thấy vài ba cái quán trà đá là điều bình thường. Bác ơi, đây bác đang chờ thịt quay đấy ạ. À? À, quán này mở từ mấy giờ bác? 4:30 Vâng, cháu xem cháu mấy giờ? Cháu xem trên mạng xã hội cháu cũng biết đến quán này mà. Mấy giờ? Dạ 4:25 ạ. Nó bác, nó có Grab đấy. À thế à? Ừ, thế bạn ấy, nếu ở xa em ăn được số cái hàng quán này mấy chục năm rồi đấy. À, thế là hai bác có thường xuyên ra đây mua ạ? Thì bà cứ đi đón cháu ở trường Tây Sơn thì bà mua. Vâng. Nếu mà bà không đi đón thì bố nó mua. Vâng. Bố phóng xe đi làm rồi bố nó mua. Nhà cô toàn ăn ở đây. Cháu hôm nay là cháu lần đầu tiên cháu đến cháu mua. Thế có gì quán không? Này có gì đặc biệt hả cô? Thì nó nói chung là thấy là cái vị là mình ăn được. Mà cái vâng, tầm ướp của nó là chuẩn là được. Vâng. Còn mua ở chợ hôm nhé. Ăn khẩu vị từng người một. À thế ăn à? Ở đây nhiều lắm, ở chỗ phố em với mọi người tất cả ăn được. Ở em ở gần chỗ em ở chỗ ít tiêu đấy. Khâm Thiên đây ăn chẳng ra gì. Nhiều vâng, chỗ chúng nó mua không ngon. Cháu nghe nói là quán ở đây là đến muộn tí là hết à, hàng hả bác? Vâng, nó bán đến 7:30-8 giờ. Bán đến 7:30-8 giờ thì rõ. Bán nhiều lắm. À thế ạ? Có gì hôm khách đông vâng, khách lắm. Vâng. Buổi trưa thì cứ 11 giờ nó có. Bán 130. Trưa là cũng bán đấy ạ? Trưa 11 giờ. 11:30. 11:30. Bán đến mấy giờ hả bác? Hết thì thế thôi. À thế ạ? Cứ một cái làn nó khoảng 1-2 tiếng. Có hôm thì nó hết nhanh, có hôm thì nó hết. Nhưng mà nói chung là vẫn hết. Vâng. Hôm sớm hôm muộn thì khách ăn. Vâng. Thử ăn hôm nay xem có hợp lý khẩu vị. Đấy, cháu hôm nay cháu thử ra mua đây. Cháu nghe nói đến xem ở trên mạng. Ngon lắm. Cháu xem ở trên mạng cháu thấy bảo ngon. Rồi là quán thì đông khách, rồi là đến giờ khách còn chờ. Đây đang đứng chờ. Cô hôm nay mua thịt quay à cô? À, thế cô mua lần đầu tiên hay sao mà cô hỏi cô? À thế à? Mỗi lần đến thì thấy bán rồi, chắc là đi muộn hơn tí. Phải muộn, à, chắc hôm nay đường nó tận ngõ Quỳnh nó lên đây. Ô, tận ngõ Quỳnh mà ra đây bán cơ ạ? Ở đây cô chị bán chả đấy. Nó ở đây thì là kiểu của 5-6 giờ mới mua. Kiểu của nó gầm cũng ngon. Kiểu của cô ấy bán không ạ? Dạ, đang chờ đây, mọi người đang chờ thì quay đây ạ. Vâng. Chờ tí. Đứng không tí lại đông bây giờ, xếp hàng dành vâng. Bà cứ phải đến sớm. Thế là bây giờ là cháu nhá, cháu đến sau hai bác nhá, tí nữa là cháu xếp hàng thứ 3 nhá. Còn cô là thứ 4 nhá. Bác lại thứ 5. Cô lại thứ 5 nhá.
Đấy, bác cháu mình cứ nhớ là vị trí như thế. Quay để ngon thì tôi đi ăn bao giờ? Ăn được. À, thế cô hôm nay cũng ăn lần đầu tiên à? À thế sao biết đến quán này mà? Cứ nói là được. Còn nói trên đường đi về thì hợp khẩu vị của từng người. Em thì em thấy hợp với cái khẩu vị này. Quán này cũng rẻ ngon lắm. Ở đây là bao nhiêu tiền một cân hả bác? 330 một cân à? Thịt bây giờ nó đắt. À. 330 còn người ngang thì nó bán 230 chứ bây giờ có lên giá. Cái này của nó không có nước khô. Vâng. Đến giờ mà hôm nay mấy con mụ thổ cả này đến muộn thế. Mà mình còn phải đi đón cháu chứ. Vừa nói nó thì nó đến. Đây rồi. Mấy con mụ thổ tả này để cho bà con đón con đi. Cháu mở hàng hay đắt hàng lắm đấy. Cái quán ăn này thì hôm trước bạn Quân bạn đã đến đây rồi, cách đây khoảng hơn một tuần các bạn ạ, để xin phép cô ấy quay. Nhưng mà cô ấy không cho quay, mặc dù là bạn Quân bạn có nói là cô rất là hiền tính, nhưng mà cô không cho quay. Tất cả các quán mình đến mình quay thì mọi người đều rất là chào đón mình, nhưng mà cô thì lại là người duy nhất mà mình phải thuyết phục. Mà đến thời điểm này, khi mà đến quay là mình không biết là cô có cho mình quay hay không nữa các bạn ạ. Ngõ gì ạ? Chùa Liên Phái thì cũng gần ngay đây. Chùa Liên Phái ngay Bạch Mai. Giờ chưa đến lúc bán hàng nhưng mình thấy là mỗi lúc là lại đông lên. Giờ các bạn có thể thấy là đã hơn chục người đứng đây chờ rồi ấy. Thực ra thì mình thấy là rất nhiều khách đến đây mà người ta cũng là người lần đầu tiên người ta đến ấy. Chứ đây không hoàn toàn là tất cả khách quen các bạn ạ. Cô để con bê cho cô. Bê nhanh để con còn được mua cái nào. Chờ lâu quá rồi, chờ cả tiếng đồng hồ đây rồi đấy. Chờ thì mua thịt quay. Đây. Đây. À để đây ạ. Cô ơi, con hôm trước con gọi điện cho cô rồi đấy. Con ở bên ẩm thực. Hôm nay con quyết tâm bởi vì con đã ăn nhà cô rồi. Là thế ạ. Cô kia nhé. À hôm trước là con gọi cho cô này đúng không? Cô kia. À cô kia ạ. Vâng. Xong rồi đây bác. Mua. Dạ. Làm trò chứ không mua à? Có, con mua giờ mà. Con mua hơi nhiều đấy. Con nhường cô thôi, là không cô lại chờ lâu. Trời ơi, ngại lắm đấy con ạ. Nhanh nhé, không nó đông đấy. Cái này của chị con đây này. Giang ơi. 70. Được chưa em? Đây này. Ok chưa? Rồi. Nào cái kìa. Không, em gái này lấy hơi mỡ một chút, chị đổi cho. Rồi, chuẩn rồi đấy em ạ. Chuẩn rồi, thêm miếng này. Rồi, 100 này. 60 bên kia. Đợi chị một chút nhá. Của cô chị lấy 480, 501 chị lấy 480 thôi. Cái này hơi nhiều lạc. Hơi nhiều lạc, mỡ lên cho chút nữa. Luôn. Ừ, thế thì để chị làm cho cô này nhá. Xong rồi chị làm lại cho em sau. Chị ơi, trả lại. Chỗ này 100 mới được không? Chỗ này 100 nhiều. Thế 70 thôi nhá. 70 thôi nhá. 70 là 2 lạc. Không, hơn một chút đấy em ạ. Hơn chút. Em kéo 60 mỡ nhé. Ừ. Này, đấy. Đấy, thơm lắm, thơm phức em ạ. Thơm phức hiện tại của em là 140. Dọi nạc nhá. Nạc vừa hay nạc hẳn? Nạc mỏng nhá. Xếp hàng sang bên này đi này. Xếp hàng sang bên này nhanh lắm này. Làm một tí là xong thôi. Cô ơi, cô bán hàng đây là bao lâu rồi cô? Cô bán bây giờ là được 35, tròn 35. Wow, thế là bán là có các địa điểm khác nhau không cô? Hay là chỉ bán? Mỗi một địa điểm này thôi. À, 70 xong rồi này, xong còn ai nữa để chị làm cho? Bao nhiêu em? 70. Cái này 70 của ai đó? Mấy cái cô mà trong lúc chờ để mua hàng cô có nói là nhà cô ở Bạch Mai gì đấy. Ừ. Thế sao cô không mở hàng ở gần đấy mà cô lại mở ở đây cho xa? Bởi vì ở đây ngày xưa nó là chợ. À ngày xưa ở đây là chợ, xong cô cứ bán cho đến bây giờ luôn đúng, hả? Đúng, chính xác. Bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu ạ? 100 được một mẫu nhé. 100 được một mẫu quá. 3 lạng là bao nhiêu tiền ạ? 100. 3 lạng là 100.000, có này là 70.000. Ơi cho em 100. Anh ơi em mua của chị rồi. Vâng. Cái này là 70.000. Bao nhiêu em? Anh Thái ơi. Chị mua. Sao chị trung thành đấy? Ừ, nhà mình gần ở đây. Khi lấy chồng rồi đi ở Hội Vũ, Hàng Bông mà vẫn thể về đây mua. Vâng, em đi đây ở phố 325. Vâng. Hay là em nghĩ là chị mua chỗ khác sợ cô mắng đúng không? Không, là cái vị hợp. À thế ạ. Thế cái vị của nó. Biết ăn ở đây chẳng thích ăn đâu. Mình cũng mua thử. À đấy. Bàn khác là không ưng ấy, không ưng. Vâng. Nhà mình là một tuần thì ăn món này mấy lần chị? Hoặc là một tháng mua mấy lần ạ? Một tuần á, một tuần chắc phải ăn 3-4 lần. Ủa thế cơ ạ? Vâng, không ngấy á chị? Không ngấy ông chồng. À thế ạ? Nhớ chưa? Vẫn còn đang phỏng vấn nhưng vẫn còn nhớ em gái chị đấy. Là món này mua về là phục vụ bố chồng.
cho biết là chị rất hàn, bố em rất khó tính. Cảm ơn em. Cô ơi, cái thời gian mở cửa của cô ở đây như thế nào? À, buổi trưa thì là từ 11 giờ cho đến 1 giờ. Vâng. Buổi chiều thì từ 4 rưỡi đến 8 giờ tối. Wow, cái miếng này to ngon thế. Em gái ơi, bao nhiêu? 100, em ơi bao nhiêu? 100. Rồi. Ở đây là mình bán những cái loại thịt quay gì hả cô? Đấy, có mấy loại đấy. Bồ câu quay này, lưỡi quay này, dạ dày quay này. Vâng. Toàn hàng tiêu chuẩn quốc tế hết đấy. Vâng. Không thật mà, y tế phường đến kiểm tra liên tục. Cô ơi, cái giá thành cho từng cái món đấy như thế nào, cô có thể cô chia sẻ cho con được không? Nhiều khi giá thành nó lại theo giá của thị trường. Vâng. Chẳng hạn có những lúc nó rẻ rẻ là do thị trường thịt lợn nó rẻ, nhưng đợt này nó cũng cao cao. Vâng. Bởi vì là giá thịt lợn nó nhập vào nó cũng cao đấy. Vâng. Do nhiều biến động của thị trường ấy thì là lúc cao lúc rẻ, nhưng mà hiện tại bây giờ là 330 một cân. Đấy là cho thịt loại lợn, thịt gì cô? Thịt ba chỉ, thịt vâng. chân giò và thịt ba chỉ. Vâng. Hai khách xong rồi này. Em đây là 3 ngan. Rồi ngan đây em ạ. Có. Em bao nhiêu em? Rồi 100. Rồi hai em 100, chị đã làm rồi nhá. Và em gái lửa con nhá. 100 này. 100 này. Hai người 100 chị đều làm rồi nhá. Em lửa con nhá. Còn giá thịt khác thì như nào? Nhờ, chẳng hạn như là giá ngan quay, vịt quay là 230 một cân. Vâng. Chim thì như chim nào? Chim bồ câu to 120 một con. Chị thêm mấy miếng thịt lợn này để mau chị bỏ một cái cánh con nhỏ đi. Hai em 100. Thì em trai trước và em gái đứng liền ở phía sau. Thì đặt lên con to con nhỏ thì nó theo cân thì là tính tiền thôi nhá. Thịt lợn là 330 nhá. Em ơi cho chị cái túi đây, 30.000 của em gái này. 100 này là của em đây. Vâng, chị. Một trăm nhá. Bây giờ mình sẽ mua khoảng 1 cân thịt ấy, mình sẽ mua mỗi loại 1 lít để mình về mình ăn thử xem như thế nào. Bởi vì đây dù sao cũng là lần đầu tiên mình ăn thịt ở đây. Tuy nhiên là cũng thấy rất là nhiều người ta đến đây, người ta xếp hàng, người ta đánh giá là rất là ngon như vậy rồi. Nhưng bản thân mình, theo cái phương diện của mình, không biết là cái loại thịt ở đây như thế nào, vì mỗi một người thì có một cái đánh giá khác nhau á. Mà lên TV à? Dạ vâng ạ. Vừa mới xem kênh ở YouTube ở nhà xong. À thế ạ? Anh xem kênh em lâu chưa ạ? Nhiều chứ, xem suốt. Em cảm ơn anh nhá. Ổn không? Có lạc nữa không? Thế nhá, thế là ok rồi. Rồi. Chị cho em thịt quay với cả lưỡi 4 người nhá. Rồi, chị làm luôn cho. Ừ, 100 của anh và đây là 100 của cô. Anh xem xong rồi alo sau. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Thấy chưa? Cô bảo này, 240 tất cả, cả lưỡi, cả thịt nhá. Rồi. Vâng, em cũng xem anh cho con gái vào đây. Thế nào hôm nay là ra đây gặp toàn khán giả biết kênh mình nên mừng quá. Rồi, thế bây giờ như này nhá, thịt thì lấy nạc nhiều hay lấy rắt mỡ vào? Rắt mỡ. Rắt mỡ nhá. Mi đợi bà nhá, rồi bà làm cho con. Sao anh biết đến quán này? Ồ, thực ra thì quán này không nhiều thông tin, nhưng mà anh cũng là được một vài bạn ấy, bạn cũng nói, bạn giới thiệu cho. Thế là quán của cô đây là rất là bí ẩn trên truyền thông đấy. Ừ. Gần như là không có mấy đâu. Anh nhưng mà bây giờ như là foodie là cô cũng làm việc với foodie rồi đúng không? Cô đã làm việc với ai đâu. À, sao con thấy trên foodie là có quán của mình? Tự khách hàng người ta đưa lên. Ồ thế à? Ừ, khách hàng người ta yêu quý quá người ta đưa lên. À, thế à? Cho người ta ăn thì thấy ngon quá người ta đưa lên. À. 240 của em trai, 240. Bizon nào, con gái bảo nào, nhiều hay ít đây? Của ba là 24 là 44 mấy nhỉ? 46 đi. Vâng. Bây giờ 46 ăn đấy. Nếu như ăn thì Ngọc ơi, Ngọc ơi, đưa em cho đây. Em đưa một cái bánh mì đây để chị kẹp cho em này nó ăn thử. Anh ơi bao nhiêu? 70 nhá. Đây là cô bán, nếu mà kèm theo bánh mì này thì bán theo kiểu gì hả cô? Mình vẫn bán thịt riêng à, xong mua thêm bánh mì à? Rồi, đúng. À, thế là bánh mì này thì mua thêm là bao nhiêu tiền hả cô? Bánh mì này thì là 4.000 một cái, mua ngay trong siêu thị Hà Nội này. Ở trong siêu thị người ta bán 4.000 thì cô mua hộ cô cũng bán 4.000 thôi. À, thế là không lấy lãi. Không, còn thịt quay thôi, còn lãi thì không. Vâng. Ê, cô lại tặng mình cái này. Nhưng mà cái này riêng cô nhá, còn cô bán cho con cái thịt này, cô bán lẫn cho con để con về con thử. Một cái này nhá, cô lấy cho cháu ba chỉ này. Vâng. Một ít này. Thịt chân giò một ít này. Vâng. Và lưỡi một ít, dạ dày một tí nhá. Vâng, cô lấy cho con mỗi cái một tí, mỗi cái một tí. Một cái này. Đấy.
khách hàng đấy nhá, đấy là bác đi qua bác bảo ngon nhất ở Hà Nội, mình chẳng biết như thế nào, không biết bác có moly phê cho nhau không. Hôm qua rồi, nên hôm nay đi qua vẫn thích nhìn, không mua thì vẫn thích nhìn mà. À thế à? Hôm nay là không phải xếp hàng đấy, một lúc nữa là sẽ xếp hàng. Con xếp hàng từ nãy giờ chưa được mua, bây giờ con mới được mua đấy. Đấy là con trai bữa hàng sớm rồi. Vâng. Đây mình mua đây các bạn, tí nữa thì chúng ta ra kia chúng ta thưởng thức các bạn nhé. Ở đây vì rất là đông và mình khi mà mình dở cái này ra thì rất là khó để mà ăn. Trong này của con là có kiệu hết rồi đúng không cô? Kiệu nước chấm đầy. Vâng, ở đây chúng ta đang ngồi là chỗ Hồ Thiền Quang các bạn ạ. Tầm giờ này ở đây mát lắm, 5:30. Bây giờ ra đây mình sẽ thử luôn cái món này ở đây nhé. Luôn tiện để cho các bạn ngắm luôn Hồ Thiền Quang ở đây. Đây là một trong những nơi mà lãng mạn nhất của Hà Nội đây các bạn ạ. Cô cho mình từng này kiệu này, đến đây đây. Đây con để nhờ bác nhá. Mình bảo cô lấy cho mình lẫn một cân các thể loại luôn. Còn giá thành như nào thì các bạn cũng đã biết rồi đúng không? Bởi vì là mình phỏng vấn cô thì các bạn biết rồi. Đây là nước chấm cô cho mình 2 gói này. Ôi trời ơi, quên mất rồi, quên mất không xin, không mua giấy ăn rồi. Bác ơi đây, bác có giấy ăn không? Xong rồi, à thôi tí ra rửa tay hồ luôn. Cái nước chấm ở đây thì mình thấy có vẻ nó hơi loãng, hơi sánh sánh, cũng sánh đấy. Rồi thế thôi, ăn thử thế thôi. Nói chung là cũng hơi bất tiện một tí bởi vì là không có bát đựng nước chấm ấy. Nhưng mà mình cũng thích như thế này. Cái quan trọng là để chia sẻ cho các bạn cái không gian của Hà Nội ấy, hơn là cái việc ngồi chỗ nào đấy là tù túng. Đây, đây là thịt lợn các bạn nhá. Đây chúng ta nhìn thấy miếng thịt lợn này. Cái miếng này người ta quay thì nó không phải nó vàng óng lên các bạn ạ, mà nó có một cái phần cháy của nó ấy. Ở đây thì cô ấy thái theo cái dạng hình trụ và nó cũng khá là mỏng, không phải là dày. Một số nơi người ta thái dày theo kiểu hình vuông cơ. Ăn thịt rất là mềm luôn các bạn ạ. Đây, cái nước chấm ở đây này, các bạn thấy là nó hơi sánh sánh nhé. Nó hơi sánh một chút này. Nó có vị chua ngọt thường thấy của cái loại nước chấm dành cho cái thịt quay này. Tuy nhiên ở đây là mình thấy nó hơi có cái vị đặc biệt một chút các bạn ạ. Hình như là nó có cái vị me ấy. Cái vị chua của nó rất là ngon luôn ấy. Đúng vị me rồi các bạn ạ. Ở đây thì có một điều mình thấy rất là đặc biệt là mỗi một người đến mua ấy, thì cô chủ quán cô thường hỏi là thích ăn phần mỡ hay là phần nạc. Thì đây cũng là một cái mình thấy là cũng khác biệt, bởi vì nhiều quán thịt quay khác khi mà mua ấy thì người ta thường là người ta sẽ chủ động người ta lấy luôn cho khách hàng. Nhà cô gần như khách hàng nào cô cũng hỏi như thế là thích ăn nạc hay thích ăn mỡ. Chấm với nước chấm này rất là ngon luôn. Có một cái mình thấy rất khác biệt ở món thịt quay này các bạn nhé, là cái phần da này này. Ăn cảm giác nó hơi có cái vị cháy một chút. Nó rất là khác biệt luôn đấy các bạn ạ. Đây chúng ta sẽ chuyển sang cái món tiếp theo. Wow, chết rồi, mất miếng lưỡi rồi. Tiếc quá. Đây trong này thì cô có để lẫn lộn tất cả các cái loại thịt quay khác nhau. Đây là miếng lưỡi này, đây là dạ dày này. Rồi, bây giờ mình cứ thử luôn nhá. Nhìn thèm lắm rồi. Đây các bạn nhìn này. Ăn hơi giòn giòn một chút. So với cả cái độ giòn thông thường của dạ dày ấy, thì cái này có phần nó mềm hơn và cắn nó đứt ngay ấy. Có cái hương vị đậm đà. Đây, miếng dạ dày nữa này. Mình chấm cái này này. Đặc biệt chấm với cả cái nước sốt này rất là ngon luôn các bạn ạ. Nó không bị mặn lên mà nó có thêm cái hương vị chua ngọt đấy. Đây cái miếng lưỡi này các bạn này. Ăn lưỡi này cũng mềm hơn so với cả lưỡi luộc. Cắn một cái thì là nó cũng đứt ngay. Và nó cũng có cái hương vị đậm đà như là cái miếng dạ dày này này. Có một cái là khi mà cắn cái miếng lưỡi này này, nó sụt vào một phát cảm giác cái miếng cắn của chúng ta rất là êm luôn ấy. Bây giờ mình mới ăn đến kiệu các bạn ạ. Kiệu đây thì cái tép kiệu này nó to nhỏ khác nhau, nó không được đều. Chua ngọt vừa đủ, thiêng về chua một chút. Hăng hăng của kiệu ngon, tuyệt. Rồi, chó ngon thế nhỉ. Chú ăn mấy con miếng, chú ăn thử xem nào. Con mời chú. Đây chú ngồi đây, chú ngồi đây.
Đấy, con mời chú. Hôm nay là con quay phim thì là con có mua để con ăn thử cho các bạn khán giả xem. Đây con mời chú. Chú ăn thử miếng xem nào. Thịt quay à? Vâng, mới luôn. Đây. Đây chú chấm với cả cái này em nào. Đây. Chú ăn cho con nhận xét xem như thế nào. Được, cái này được. Ta làm ở đây. Con ta làm xung quanh hồ. À, cái xung quanh hồ luôn ạ. Con làm ẩm thực này con quay chia sẻ cho khán giả xem. Rồi. Chú ăn thử cái này đi. Đây con mời chú miếng dạ dày. Chú ăn cho con cái cảm nhận của chú. Được. Chú cho cả luôn vào mồm luôn cho nó sướng. Được. Chú ăn thêm miếng kiệu này. Kiệu ăn tuyệt vời luôn. Ăn thịt quay chuẩn luôn. Chú làm đây có vất vả không chú? Làm nhàn. Nhàn ạ? Mà lương ít lắm. Thì nhàn đi. Lương thì... có 3,5 thôi. Thế ạ? Nhưng mà thôi, cái tuổi chú thì con nghĩ là làm để đi thong dong nó sức khỏe. Chú ạ? Vâng, con xin phép chú một chút nhá. Mình xin phép mình dừng video ở đây các bạn nhá. À, quý vị và các bạn nếu như thích thì hãy cho mình một like, đừng quên đăng ký và chia sẻ các bạn nhá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.